chúng mình được vinh dự được chào đón các thầy cô giáo cùng các giảng viên nhà trường tới chương trình của chúng mình đấy. Theo lời phải cho một tràng pháo tay là sao mà sao mà nghe tin của chúng mình học rất là ngoan, rất là giỏi này, nên là một bên này gửi đến cho lời chúng mình một hoa đấy. Và có một người việc nào là một hoa gì không? Okay,